Xin chào các em. Hôm nay trong chương trình môn toán lớp 6, thầy sẽ giới thiệu chúng ta về chuyên đề phép cộng và phép trừ phân số. Chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của bài học hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép cộng hai phân số cùng mẫu. Đây là một phép tính mà các em được làm quen ngay ở cấp tiểu học, cho nên chúng ta chỉ cần nhắc lại quy tắc là được. Quy tắc: muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Trong quy tắc này thì các em cần nắm cho thầy, đó là chúng ta sẽ cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Đối với quy tắc này thì cũng có công thức tổng quát như sau. Chúng ta có A phần M cộng với B phần M sẽ bằng A cộng B phần M. Thì để vận dụng quy tắc này, chúng ta sẽ có bài tập cụ thể như sau. Bài số 1, cộng các phân số sau. Câu A: 3 phần 7 cộng với 2 phần 7. Thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc, đó là cộng các tử số với nhau. Chúng ta cộng tử số 3 và 2 giữ nguyên mẫu. Thì kết quả chúng ta tìm được rất là dễ dàng là 5 phần 7. Câu B: 1 phần 8 cộng với âm 5 phần 8. Thì chúng ta vẫn áp dụng quy tắc giống như câu A. Lấy tử 1 và âm 5 cộng với nhau. Ở đây các em cần lưu ý, tử chúng ta lúc này là một phép cộng đối với hai số nguyên khác dấu. Cho nên khi cộng các em cần cẩn thận lưu ý chỗ này. Kết quả tìm được là âm 4 phần 8. Và đến đây chúng ta thấy kết quả tìm được là âm 4 phần 8 là một phân số chưa tối giản. Cho nên chúng ta cần thêm một bước tiếp theo, đó là rút gọn để đưa về phân số tối giản. Thì kết quả cuối cùng của chúng ta tìm được đó là âm 1 phần 2. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép cộng hai phân số không cùng mẫu. Và chúng ta đi vào quy tắc. Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu, rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Thì trong quy tắc này, chúng ta có, đó là trước khi thực hiện phép tính, chúng ta cần phải viết hai phân số dưới dạng các phân số cùng mẫu. Thì để viết hai phân số không cùng mẫu về dạng hai phân số cùng mẫu thì chúng ta cần phải quy đồng mẫu của các phân số đó. Chúng ta đi vào bài tập áp dụng. Bài số 2. Câu A: 2 phần 3 cộng với 4 phần 5. Thì đây là phép cộng đối với hai phân số không cùng mẫu. Thì để quy đồng mẫu của hai phân số thì cách đơn giản nhất là chúng ta nên tìm bộ chung nhỏ nhất của các mẫu. Thì ở đây chúng ta dễ dàng tìm được bộ chung nhỏ nhất của 3 và 5, đó là 15. Và chúng ta sẽ chọn 15 làm mẫu số chung và tiến hành quy đồng. Sau khi quy đồng thì hai phân số mới của chúng ta lần lượt sẽ là 10 phần 15 và 12 phần 15. Lúc này hai phân số đã trở thành hai phân số cùng mẫu. Cho nên các em thực hiện tương tự như bài tập số 1, đó là chúng ta sẽ cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Kết quả cuối cùng là 22 phần 15. Đây là một phân số tối giản, cho nên chúng ta dừng lại ở đây. Câu B: 11 phần 15 cộng với âm 9 phần 10. Thì tương tự như câu A, chúng ta cũng sẽ tìm bộ chung nhỏ nhất của 15 và 10, đó là 30. Thì đến đây chúng ta tiến hành quy đồng. Thì hai phân số mới sẽ là 22 phần 30 và âm 27 phần 30. Và làm tương tự như câu A, chúng ta cộng các tử số với nhau. Kết quả tìm được sẽ là âm 5 phần 30. Và rút gọn thì được là âm 1 phần 6. Tiếp tục chúng ta sang phần số 3. Các tính chất cơ bản của phép cộng phân số thì cũng tương tự như là các phép tính đối với số nguyên. Thì phép cộng phân số chúng ta cũng có các tính chất cơ bản tương tự như vậy. Lần lượt chúng ta sẽ có 3 tính chất cơ bản như sau. Tính chất thứ nhất là tính chất giao hoán. Tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. Tính chất thứ ba là tính chất cộng với số 0. Đối với tính chất giao hoán và tính chất kết hợp thì khi thực hiện phép cộng với nhiều phân số, chúng ta có thể đổi chỗ hoặc là nhóm các phân số một cách tùy ý, miễn sao việc tính toán của chúng ta trở nên thuận tiện hơn là được. Còn đối với phép cộng với số 0 thì cũng tương tự như đối với số nguyên hay số tự nhiên, thì chúng ta đều biết đó là một số cộng với 0 thì sẽ bằng chính số đó. Đây chính là 3 tính chất cơ bản đối với phép cộng phân số của chúng ta.
Vậy ba tính chất này được vận dụng như thế nào và trong việc giải bài tập, thì chúng ta sẽ đi vào bài số 3. Tính tổng. Thì khi thực hiện một phép tính, phép cộng có nhiều phân số như thế này, thì việc đầu tiên trước khi tính toán thì các em nên lưu ý là chúng ta cần phải quan sát yêu cầu của bài toán, đó là các phân số đã cho đã là phân số tối giản chưa. Chúng ta sẽ kiểm tra lại lần lượt từng phân số một. Phân số 2, âm 2 phần 17 đã là phân số tối giản. 15 phần 23, âm 15 phần 17, 4 phần 19 và 8 phần 23. Thì kết luận của chúng ta ở đây thì các phân số này đều đã là phân số tối giản, cho nên chúng ta không cần phải rút gọn những cái phân số này nữa. Bước tiếp theo thì chúng ta cần phải quan sát xem trong các phân số này có những phân số nào cùng mẫu hay không. Thì đến đây chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra được chúng ta có hai cặp phân số cùng mẫu, đó là âm 2 phần 17, âm 15 phần 17, 15 phần 23 và 8 phần 23. Như vậy, để thuận tiện cho việc tính toán thì chúng ta cần phải áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để đổi chỗ của các phân số cùng mẫu này, sau đó nhóm chúng lại với nhau và thực hiện phép tính. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán để đổi chỗ của các phân số. Sau khi đổi chỗ xong thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp để nhóm các cặp phân số này lại. Đến đây các em chỉ cần thực hiện theo thứ tự phép tính là được. Thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được ở phép tính đầu tiên, âm 2 phần 17 cộng với âm 15 phần 17 thì kết quả chúng ta tìm được sẽ là âm 17 phần 17. Đây là phép cộng các phân số cùng mẫu. Tương tự như vậy, kết quả của phép tính thứ hai thì chúng ta sẽ có được là 23 phần 23 và phân số 4 phần 19 chúng ta sẽ thêm vào. Thì đến đây hai phân số là âm 17 phần 17 và 23 phần 23 chúng ta cần phải rút gọn, thì kết quả tìm được chúng ta sẽ tương ứng sẽ là âm 1 và 1. Và chúng ta viết thêm 4 và 19 vào. Tiếp tục chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Thì chúng ta sẽ tìm được âm 1 cộng với 1 thì kết quả tìm được sẽ bằng 0. Và cộng với 4 phần 19. Thì đến đây chúng ta sẽ dễ dàng xác định được đây chính là tính chất cộng với số 0. Một số cộng với 0 thì sẽ bằng chính số đó, cho nên kết quả cuối cùng của chúng ta tìm được sẽ là 4 phần 19. Thì đến đây chúng ta đã tìm hiểu xong các phép tính cũng như các tính chất về phép cộng. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phép trừ phân số. Thì đối với phép trừ phân số, chúng ta có một cái khái niệm mới, đó là khái niệm về số đối. Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Thì người ta ký hiệu số đối của phân số A phần B sẽ là trừ A phần B, hoặc là chúng ta có thể đọc là âm A phần B. Thì theo định nghĩa chúng ta sẽ có được đó là A phần B cộng với âm A phần B bằng 0. A phần B cộng với âm A phần B, đây là hai phân số đối nhau cho nên tổng của chúng sẽ bằng 0. Cái lưu ý thứ hai đó là để thuận tiện cho việc tính toán thì dấu trừ đứng ở phía trước phân số, hay là khi để mẫu số âm thì chúng ta nên đưa dấu trừ lên tử để cho mẫu số dương, để cho việc tính toán được thuận tiện hơn. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc của phép trừ. Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. Khi thực hiện phép trừ phân số thì cái chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta phải xác định số bị trừ và số trừ. Và mấy em lưu ý ở quy tắc này, có một ý chúng ta cần phải nhớ, đó là muốn trừ thì ta cộng. Có nghĩa là khi thực hiện phép trừ phân số, chúng ta không làm phép tính trừ mà chúng ta sẽ chuyển về phép tính cộng. Nhưng mà kèm theo đó là chúng ta cần phải tìm số đối của số trừ tương ứng để thực hiện phép cộng. Và cụ thể như sau. Phân số A phần B trừ cho C phần D thì lúc này chúng ta dễ dàng xác định được
C phần D của chúng ta chính là số trừ. Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng. Và ở đây số trừ của chúng ta là C phần D, thì số đối của C phần D chính là trừ C phần D. Đây chính là phần kiến thức trọng tâm của phần nội dung kiến thức về phép trừ phân số. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập áp dụng. Bài số 4. Câu A. 5 phần 9 trừ cho 4 phần 9. Thì đây là một phép trừ đối với hai phân số cùng mẫu. Thì các em có thể áp dụng quy tắc để thực hiện theo đúng quy tắc của phép trừ. Thì đầu tiên chúng ta cần phải chuyển phép tính trừ thành phép tính cộng. Số trừ của chúng ta lúc này là 4 phần 9. Thì chúng ta sẽ tìm số đối của 4 phần 9 chính là trừ 4 phần 9. Và khi thực hiện phép cộng thì chúng ta nên đặt dấu trừ ở trên tử để cho mẫu số dương. Và lúc này bài toán của chúng ta đã trở thành một bài toán về phép cộng hai phân số cùng mẫu. Cho nên các em thực hiện tương tự như là bài tập số 1. Chúng ta sẽ cộng hai tử số với nhau và kết quả tìm được là 1 phần 9. Tiếp theo, câu B. Âm 5 phần 7 trừ 1 phần 3. Thì đây là một phép tính trừ đối với hai phân số không cùng mẫu. Thì việc đầu tiên chúng ta thực hiện tương tự như câu A, đó là chúng ta sẽ biến đổi phép tính và tìm số đối của số trừ. Thì đến đây chúng ta vẫn làm tương tự, đó là phép trừ đổi thành phép cộng. Số trừ là 1 phần 3 thì chúng ta tìm số đối đã được là trừ 1 phần 3. Đến đây chúng ta có thể bỏ bước trung gian trong bài số 2 để cái bài toán của chúng ta gọn gàng hơn. Thì lúc này bài toán của chúng ta sẽ trở về dạng đó là cộng hai phân số không cùng mẫu. Cho nên các em sẽ thực hiện tương tự như bài tập số 2, đó là chúng ta cần phải quy đồng mẫu của hai phân số này. Thì đối với mẫu 7 và 3 thì chúng ta dễ dàng tìm được mẫu số chung sẽ là 21. Cho nên chúng ta sẽ chọn 21 là mẫu số chung để quy đồng. Thì hai phân số sau khi quy đồng của chúng ta sẽ tìm được đó là âm 15 phần 21 và âm 7 phần 21. Và chúng ta thực hiện tương tự như là phép cộng hai phân số cùng mẫu. Chúng ta cộng các tử số với nhau. Kết quả sẽ tìm được đó là âm 22 phần 21. Câu C. 3 phần 5 trừ cho âm 1 phần 15. Đối với bài tập này thì các em lưu ý cho thầy. Số trừ của chúng ta lúc này là một phân số âm. Còn dấu trừ đằng trước này là phép tính trừ. Cho nên khi tìm số đối của phân số âm thì chúng ta lưu ý nó phải là một phân số dương. Thì đến đây chúng ta cũng làm tương tự như câu phía trên. Phép trừ chuyển thành phép cộng. Số đối của âm 1 phần 15 sẽ là 1 phần 15. Và lúc này chúng ta thực hiện tương tự như câu B, đó là chúng ta cần phải quy đồng. Thì mẫu số chung của chúng ta lúc này 5 và 15 thì chúng ta dễ dàng tìm được mẫu chung nhỏ nhất chính là 15 và chúng ta tiến hành quy đồng. Thì hai phân số sau khi quy đồng của chúng ta sẽ là 9 phần 15 và 1 phần 15. Sau đó chúng ta sẽ cộng hai tử với nhau. Thì kết quả tìm được sẽ là 10 phần 15. Đây là phân số chưa tối giản. Cho nên chúng ta tiếp tục rút gọn để được phân số tối giản cuối cùng là 2 phần 3. Bài tập tiếp theo. Tính nhanh. Thì bài tập số 5 này chúng ta có thể thực hiện tương tự như đối với bài tập số 3. Nhưng trong phần bài tập này các em lưu ý cho thầy. Thứ nhất là trong các phép tính này chúng ta vừa có phép tính cộng và phép tính trừ. Cái thứ hai, trong các phân số trong đề bài có những phân số chưa là phân số tối giản. Cho nên trước khi thực hiện phép tính thì ưu tiên đầu tiên đó là các em cần phải rút gọn để đưa các phân số này về dạng phân số tối giản. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là rút gọn các phân số để đưa về dạng phân số tối giản. Thì kết quả sau khi rút gọn của chúng ta sẽ trở thành âm 2 phần 7, 5 phần 8, 5 phần 7, 2 phần 3 và âm 3 phần 8. Thì lúc này chúng ta đã dễ dàng xác định được trong các phân số này đã xuất hiện những phân số cùng mẫu.
Nhưng cái khó khăn ở đây là vẫn còn phép tính cộng và phép tính trừ. Nếu như chúng ta muốn áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp thì yêu cầu đó phải là tính chất của phép cộng. Cho nên trước khi thực hiện áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp, chúng ta cần phải chuyển những phép tính trừ này về dạng phép cộng. Thì chúng ta làm tương tự như bài tập số 4. Đó là chúng ta sẽ chuyển phép trừ thành phép cộng và tìm số đối của các số trừ tương ứng, đó là 5/7 và -3/8. Chúng ta thực hiện như sau. Sau khi chuyển đổi phép trừ thành phép cộng thì các số đối tương ứng của chúng ta sẽ được là -5/7 và 3/8. Thì đến lúc này các em có thể áp dụng ngay tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện tương tự như bài tập số 3 của chúng ta. Chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta áp dụng tính chất giao hoán để đổi chỗ, sau đó áp dụng tính chất kết hợp để nhóm các cặp phân số cùng mẫu về lại với nhau, sau đó cứ thực hiện theo thứ tự phép tính. Thì kết quả tương ứng của chúng ta sẽ là -1 + 1 + 2/3. Thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải thì kết quả tương ứng sẽ là 0 + 2/3 và kết quả cuối cùng là 2/3. Thì qua bài toán này chúng ta thấy đây là một cái dạng bài toán tổng hợp tất cả kiến thức chúng ta được học từ đầu buổi đến giờ. Trong đó có những phân số, đó là phần rút gọn phân số, phép trừ phân số, phép cộng và áp dụng các tính chất của phép cộng. Để nắm rõ hơn về chuyên đề này, thầy về nhà các em có thể xem lại nội dung của các bài học tương ứng ở trong sách giáo khoa toán 6 tập 2. Bài thứ nhất là bài phép cộng phân số. Bài thứ hai là bài tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Bài thứ ba là bài phép trừ phân số. Thì các em có thể xem lại nội dung các quy tắc cũng như là các ví dụ tương ứng, sau đó xem lại các bài tập thầy đã hướng dẫn ở trên. Và các em có thể làm thêm các bài tập tương tự như các bài tập thầy đã hướng dẫn. Cụ thể là bài 44, 47, 56, 58, 59, 60 trong sách giáo khoa toán 6 tập 2. Thì nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hân hái chào các em.